lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại vứt đầu chồng trong thùng rác ở Bình Dương. Ngày 18 tháng 12, liên quan tới vụ việc người đàn ông bị sát hại vứt đầu vào thùng rác, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Trần Thanh Tú, 37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, và nghi phạm của vụ việc chính là người vợ tên Hoàng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang. Bước đầu tại cơ quan công an, Diễm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi sát hại chồng là ông Tú ở khu nhà trọ thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Diễm đã chặt xác người chồng rồi bỏ vào túi ni lông, mang phần đầu đi vứt ở trước khách sạn ở khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phần thi thể còn lại Diễm mang bỏ tại đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện công an vẫn đang đấu tranh làm rõ nhiều tình tiết. We'll be right back.